130 thùng thuốc lá không có nguồn gốc xuất xứ vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa tiến hành kiểm tra, phát hiện mới đây. Trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, số hàng này nằm trên ô tô tải biển kiểm soát 60H03827 do tài xế Nguyễn Hữu Hùng sinh năm 1986, trú thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hùng không cung cấp được giấy tờ hóa đơn mua bán, chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản niêm phong, tạm giữ toàn bộ số thuốc lá này.